Khoai lang Nhật giải cứu đầy vỉa hè Hà Nội, thương nhân bán giá 13.000 đồng một cân. Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường Hà Nội xuất hiện những điểm bán khoai lang. Được treo biển điểm bán hỗ trợ khoai lang Nhật Gia Lai thu hút người dân Hà Nội đến mua. Khoai được bày bán nhiều trên các vỉa hè đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội. Hầu hết các điểm bán khoai đều treo biển điểm bán hỗ trợ khoai lang Nhật huyện Phú Thiện Gia Lai. Tại đây, người dân Hà Nội được mua khoai lang Nhật với giá bán 13.000 đồng một cân. Còn nếu mua loại khoai này ở chợ thì giá bán dao động từ 18.000 đến 25.000 đồng một cân tùy thời điểm. Theo người bán hàng, do không xuất khẩu được nên họ mua giúp người dân Gia Lai và vận chuyển về Hà Nội bán với giá hỗ trợ để đủ bù đắp chi phí vận chuyển. Người dân tranh thủ giải cứu khoai lang khi được mua với giá rẻ. Một chị bán khoai lang giải cứu cho biết, mỗi ngày chị bán được hơn nửa tấn khoai cho những người đến mua trực tiếp, ngoài ra, những người mua online cũng được chị giao hàng tận nơi, nhưng với điều kiện phải mua từ 20 kg trở lên. Khoai lang Nhật vừa bở, vừa ngọt nên nhiều người đến mua với số lượng nhiều để về ăn dần. Hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.